không có đồ bữa nay Hello anh em nha. Nói chung hiện tại mình đang ở nhà cũng biết coi mấy thằng thu không dạ sao coi chiều em đi về dạ một miếng theo em tối nhà Ừ. Đúng á, tặng bộ đồ xong là bác coi là phải chiều tối này phải mặc đồ đó để cho nó là nó kêu coi là không ra là nó le hàng số mà. Dạ. Nói chung là mình mới lên nhà bác coi thì hôm nay mình mới kêu một tí các bạn, tí nó mới ở Sài Gòn gì à. Về nhà ăn Tết, về đâu về nhà ăn Tết. Thì nó mới chia sẻ làm clip hôm qua xin nữa rồi. Thì clip hôm nay là mình sẽ coi. Chúng còn nói một tí, nó sẽ giá dạng vào là trai làng để mà báo vợ cái làng nha các bạn. Máy đề đều nó xuống cào đều luôn. Là nó biết nhà coi đâu em. Giờ cái gì? Giờ sao ta? Chứ ngay mình cào đều luôn mình. Cào đều luôn ừ. Anh đi anh tông đơ không? Quên mẹ. Quên đấy, thì bây giờ mà nó giờ mới có 6 giờ mấy à. Giờ phải chờ đợi tới 7 giờ nó mới lên. Bây giờ sao ta? Chúc coi ra còn mặc đồ đây ừ. Chỗ đây đi. Ừ. Chúc còn ra mặt đồ đây cho nó hụt hẳn trời ấy, rồi chúc mấy anh em qua rồi sau đó là sẽ bắt đầu clip với các bạn. Bây giờ mình hot trang đồ đó đâu đồ đâu đồ bao có xe gì các bạn thôi. Giờ mình hot trang và anh em muốn biết clip như thế nào thì mời tất cả các anh em cùng theo chân như các bạn. 1 hour later xe ta bon trên những dặm đường giữa làng. Mập cưa mối chảy rồi mà vô. Chờ nó vào, mấy giờ mấy rồi. Đây, cái gì? Trời ơi. Em không đi đâu mà. Vô làm gì mà vô. Đậu anh đã nói em chảy rồi mới dựng này làm gì. Chứ sao anh em mặc đồ lẹ cơ vậy. Trời ơi, ở nhà cũng muốn rồi. Trời ơi, nó thoải mái cậu anh đã nói em là tối nay anh lên nhà anh chơi em đi chơi. Anh đã mua cái đầm anh tặng em rồi. Giờ cái đầm đâu em không mặc ra đi chơi. Và tự nhiên cái gì vậy cậu ơi? Anh nói vậy là mà em cũng... Em lại nói là em không đi với anh mà sao? Sao lại không đi? Anh nói ý là anh em chơi anh cái gì mà tại anh nói em không hiểu sao cậu ơi? Nói sao anh đã tặng em rồi, nói em mà mặc đồ ơi, tối nay lên anh chơi em đi chơi mà tự nhiên đi. Đừng cho anh để lên tới nơi rồi mà giờ em lại từ cháu. Đâu đi? Không, giờ em không đi được đâu. Sao không được? Đi, anh em mình đi uống nước một chút gì tới trời của anh. Nói ở đây luôn đi. Tàu ở đây rứng đi mũi kén nhịp rồi. Hết ngay nó kêu tùm lum hết mà sao nói chuyện. Anh em mình ra ngồi uống nước nói chuyện. Nó tình cảm hơn với tàu tính thì nói chuyện như vậy không. Đi. Bây giờ anh muốn nói chuyện gì là nói được hả không. Tàu em đi vô mặt cái đầm đi. Đầm anh tự nhiên mua anh tặng em trẻ giờ em cất đi. Hay là em trai đâu. Trai à. Trai em bạn. Ủa em tự đừng làm anh thất vọng coi đi vô mặt đồ anh lẹ em á. Anh đã nói em là được báo công vô tự nhiên báo công báo sức vô lên đây tìm em rồi mà. Đi. Anh đã nói em đầu chứ anh lúc đầu anh nói sao nói em nhận quà anh rồi. Là tối nay anh lên chơi em đi uống nước. Em nhận chứ đâu phải. Đi. Em tự nhiên em nhận đâu. Đi xíu gì vậy. Bây giờ sao. Ủa anh lẹ em có coi sao. Anh em. Giờ anh đi về cho chút nữa có thanh niên nó đi. Ừ đi. Anh cứ lại mấy chút nữa sẵn sàng anh đâu. Anh đứng sẵn sàng chút nữa cũng ra cũng thành ra chịu nha. Đi về cho chút nữa có thanh niên nó đi. Ừ đi. Anh cứ lại mấy chút nữa sẵn sàng anh đâu. Anh đứng sẵn sàng chút nữa cũng ra cũng thành ra chịu nha. Anh không lẽ anh sợ ai? Anh lẽ anh sợ. Anh là dân đi tứ xứ đây, anh chưa sợ thằng nào đây mọi người. Mấy thằng xóm em này gì anh phải sợ. Đi, em chắc đâu gì à? Cậu không lỡ rồi, em giờ mặc đồ đó luôn đi. Đi khỏi đầu mũ nó thề. Không giờ anh đi về cho chút nữa có người gì đâu quýnh anh nha, mệt quá. Em sao em cứ sợ chứ hướng anh không sợ em sợ. Mấy thằng xóm em này mấy thằng nào mà gan đồ quýnh anh. Đi. Em cứ sợ chứ hướng không anh không sợ mà em sợ. Rồi, nói em lời dưới rồi, nói em khác gì nước chảy đầu dịch với em. Đi, đi một chút nha, giờ mà sao nói gì anh giờ, em nói đi. Đứng đây nói đi. Nói đi, chúc rồi em vô với mẹ, chúc rồi mẹ em nãy em ra đây nói chuyện anh lâu lắm quá. Cậu ơi, có nói gì được mấy phút mà lâu cái gì đi. Nói gì nói đi. Giờ nói gì giờ nói anh yêu em. Giờ nói gì giờ nói anh yêu em. Rồi anh thương em mà tự nhiên em sao em có mũi tình cảm anh thì khỏi đi. Anh lẹ em á. Nhưng mà em đâu có thương anh đâu. Anh lẹ em á. Nhưng mà em đâu có thương anh đâu. Buồn nơi đau hơn. Anh lẹ em á. Nhưng mà em đâu có thương anh đâu. Sao em thương anh. Ấy giờ em cho anh cái gì. Anh sao thương anh đâu. Tự nhiên anh ép buộc em. Chưa anh buộc. Anh ép buộc gì đâu. Em buộc mà em đi nhận đuối rồi. Giờ anh vô nhà nó không sao là sao. Đi. Đưa tay đây nào.
mãi bên nhau bạn nhé. Anh em đúng đó nè. Đó, em đâu sao? Chú nào ngồi, lẹ em đi. Đi chút lâu đi, chút một giờ. Không. Cái gì đó anh ơi? Cái gì vậy mẹ? Ngại gì? Đi nè, đi chút một giờ nè. Ừ, đâu tớ, tớ xuống gái dân hương xuống ngồi giữa lòng. Ừ, tớ gái dân hương xuống ngồi giữa nè. Gần đây là ớn đâu? Gần đây là ớn đâu? Dưới đây là chút là ớn đâu? Thằng ta gái ơn chúng tụi em. Ừ. Còn dù nói gì? Nói gì tàu em thương coi mà để đi nói anh nha. Ừ. Gì không có chơi cho gì hết. Bước vô. Đi vô khách. Tàu em tự em chơi coi cho anh nè. Đưa em kêu gì vậy? Mày đi kêu hàng em đào vô quốc tàu. Em có làm cái gì nè. Giờ có đi gì không? Đâu, nó chật thiệt á. Em tới đây thì em chơi rủ tính rủ với coi đi uống nước. Chứ em có làm gì anh đâu mà không có đi uống nước vậy, bước đi về nhanh đi chứ không tao kêu hàng kia vô đâu uống đó, đó uống nước. Và đây là Polo Pilo. Polo Pilo uống muối đúng muối ở kia nè, chứ gì uống nè. Bây giờ nó thiệt anh cho biết coi uống nước chứ chứ không có uống nước mà nó đi về thì về chào uống nước ở đây nước đâu có uống chứ bây giờ em chơi ở đâu bây giờ anh lỡ em lỡ em tới đây rồi bây giờ em cho biết coi đi chứ chờ nó tới đây rồi bây giờ đi gì hả chứ em nãy em có làm gì anh uống nó đâu tao ăn đâu mà tự nhiên tới em phé vậy tao thích. Cái gái hơn là làm sao được không? Tao gái trên đó làm gì? Gái đó làm gì? Gái đó trưng tao vậy chứ cho tài tao thắng. Được, em thương biết coi tao có anh. Đó, không có thương gì hết. Bước đi về nhanh đi chứ. Tụi anh nhậu, anh nhậu xe đâu mà tội dân. Tao nên tụi em luôn. Tao không có nhậu đâu xe hết. Tụi uống mày kia nó dài chai vậy tao không có nhậu xe hết. Tao quên, lấy anh á. Giờ tao là trai làng tao báo vợ gái làng của tao này. Tao không cho tài tao thắng này giờ nhau. Giờ em nói cho anh vậy. Gì không tao quấn á. Em biết cái đường nào cũng xảy ra cái tình huống như vậy. Nó ngày xưa nó ăn á thiệt á, ngày xưa là mấy đứa nó còn vô một xóm em, nó còn tán gái thì em cũng ra em chặn đường, em cũng quấn tụi nó, em cũng cấm tụi nó tán gái tán gái. Nhưng mà hôm nay em cũng không biết cái kết cục của em như vậy thế này. Nhưng mà em cũng không biết là cái hậu quả cái em nó tới xóm như vậy luôn á. Bao giờ nó bị anh bao giờ anh thông cảm luôn không? Giờ chúng mày nằm chỗ đây mà không giờ mày nằm chỗ đây luôn chứ mày có biết nữa. Nhưng mà bây giờ này anh chặn em đúng không? Nhưng mà sau này anh cũng đi tao xóm người khác anh tán gái anh cũng bị tình huống như vậy sao? Tao đi ban ngày. Cậu ơi anh cứ nói vậy. Tao không đi ban đêm đấy, nó tặng tao nấu ăn. Giờ mày đi giờ gấp. Ờ giờ anh cứ hoan hỉ anh chơi em chó biết coi đi. Không tao có hoan hỉ giờ chứ tự anh. Tao có làm nè, tao có cho tình nào mà tao chơi cái lần tao chơi đó. Ừ. Giờ ý là em nói anh vậy. Bây giờ em cho anh. Cho anh mấy chục anh đi uống nước rồi. Anh đi anh mua rửa uống về tao chó biết coi tao cho ngày xưa em mát thì người tao không sống. Nhiều đó là thảo đấu thì ta ăn rồi anh đưa nhiều đó thảo đấu. Nhưng mà được rồi anh, tiền tao có chẳng đất tiền 20 ngàn, nhắc kỹ đây nghe. Anh làm gì anh? Anh cầu với anh, cầu anh sống anh lớn rồi, anh hoan hỉ anh. Có mấy chục ngàn, nhắc kỹ đây sao đúng. Đúng đúng anh đúng. Sao vậy? Em anh... Ê ba người đây đúng biết cũng còn nhẹ đi, anh đưa 20 ngàn. Anh cũng lớn nào, mình lớn nào, mình hoan hỉ mình hoan hỉ từng. Anh từng, anh đi tụi anh đi tiền á. Đi gì nhanh lên. Tao quên, chứ phải được đâu. Đúng nhất vậy đấy mà đã nói nhiều đó đúng nhất vậy đấy mà trong cái nhiêu đây được rồi. Mất anh cơ em dành tiền cho biết coi cho mà em còn gốc hầu giờ bây giờ được nhiêu đây dành cho biết coi cho mà anh cứ vô thì bây giờ anh dành đi chia là không có chuyện gì xảy ra hả? Sao? Bây giờ anh đứng đây gì? Hôm nay bây giờ là em nói đi chia là anh không có chuyện gì đâu. Cũng đâu mất tiền. Anh lớn rồi. Thấy hốt mà. Còn anh. Anh cầm tiền đây. Đây giờ mày anh nghĩ sao mà anh lớn mà làm vậy không? Mình lớn mình phải lên. Đúng. Tàu vô nhiêu đó mà sao không đủ anh? Anh nghĩ thử là ngày xưa nó vô xóm em nè. Em sẵn đường nó quấn chớ rồi nó bố thí được một bằng nào. Bữa nay em khôn em hiểu ấy là nay em tới đem đưa được mấy chục ngàn vậy anh cũng là được đâu. Anh nghĩ thử là ngày xưa mấy người kia nó vô xóm em nè. Em sẵn đường nó quấn chớ rồi nó bố thí được một bằng nào. Bữa nay em khôn em hiểu ấy là nay em tới đem đưa được mấy chục ngàn vậy anh cũng là được đâu. Không có đi một chiếu nữa rồi mới từ đây. Anh cứ chạy chào đấu mà nó tao gái làng đi. Ờ. Đúng rồi. Đồ anh làm vậy anh. Thì anh là em dạy mấy anh ơi. Đi mày đi mày nhanh đi. Đồ có ngày xưa mấy anh kia nó to chứ nó bố thí một phòng nào. Nhanh. Của anh bây giờ là ở đây
Ai em đưa anh thì mừng nhà, anh được phép xin em rồi, em lấy em mới tu nhà. Mấy anh quỷ tìm anh ấy. Tôi chấp tay xin lạy tôi lạy người đây. Thầy gương, tới em đi. Cho anh biết gọi đi, cho nó ngon lành anh. Ủa anh ở đây, anh uống gì đây mà cứ phép tao phép em vậy. Anh đau. Anh dùng lạy anh ở trên, anh hôn cho em chơi biết gọi đi một lần. Chịu nữa rồi. Hai kẻ trộm chó trên đường tẩu thoát đã bị hàng chục người dân phát hiện vây đánh. Long, hai bạn ông đây là ông còn té mẹ chứ ông đứng đây làm gì? Cái đó từ lưng đây hai bạn tôi chúng mày nó quay lại liền hả? Ông có gì có chân hả? Mẹ này quay vô đây nãy rồi. Có hai bạn ông tôi nói ông nghe. Có để hai bạn giờ đứng đây đụng cái tôi. Hai bạn giờ tôi lúc chút nào á. Tiền hai bạn cứ quay lại. Bây giờ ông khúc mẹ nó không khúc không? Mẹ này giờ sao? Mày thích chơi tới đâu thì tao chiều mày tới đó, ra đường ngõ trước ngõ sau coi chừng đầu. Nãy giờ tôi hẹn mình nữa. Tôi cho hai bạn tôi xuống này ông liều coi chừng. Chồng gì mấy bạn ông bây giờ tôi sợ ông nữa quá cỡ ông bút cái chết này. Thôn tôi này. Thôn ông cỡ ông muốn tôi nhiều phát mấy đứa này đứng ở trên này đặng ông coi hết ra. Ông ngon gì đây? Giờ hai nãy giờ có hai bạn ông nên tôi nói ông á. Ông mày cũng bao này. Ông mày ông mấy tụi ông khác thì cô hồn các bác nhà tôi. Tôi bao tiền tay này. Đây rồi. Ông có đi không có đi không có đi. Bây giờ ông né ra tôi chúc ông luôn bây giờ á. Chúc đi. Hàng bạn tao tới rồi mà ngon mày chúc. Hàng bạn ông ra cái xe nó nghiến đầu. Còn mình ông á, tôi bỏ ông luôn á. Ngon cho mày bỏ. Rồi ngày này tháng này sau là ngày giỗ ông đi em. Không có được. Ông né ra cái sao cho ông sao. Chúng trước hả? Không có được đi là không có được đi. Tôi nói không có được đi. Có chứ. Quay đây lấy những chó ông vừa. Nãy giờ con bạn ông tôi đang lý thẻ mà tôi đang lý đâu á. Giờ ông sao nói mẹ đây. Ồ mày. Giờ tôi cho đi á sao? Giờ không cho đi tụi đây á, giờ ông làm gì tôi? Đi về, đi đây. Tôi không cho đi đó gì. Rồi sao em, tụi em cứ làm gì em đừng có quan tâm. Nó xe nó xỉn đâu, cỡ mẹ nó tới đây, nó phá đá là nghe mình mà. Ồ, tình cảm anh dành cho em cũng gì nữa mà em tại giờ em giải coi. Đi. Em nói là không là không. Một lời dứt khoát người tìm lối khác. Về nơi thân nắm em có nhớ đâu. Bây giờ ông gì không? Ông ừ, không gì hả? Ông nhậu đâu xe ông tới, ông phá đá người ta không? Nhậu đâu, uống đẹp dài chai với nhậu đâu. Đi. Ủa sao anh nghĩ sao em? Tại anh nhìn em mà sao anh cứ đứng núp sau lưng nó luôn vậy? Tôi là tai làng ở đây nên nó biết tôi, nó núp vào sau lưng tôi. Tai là... Tai làng gì chứ đẹp đó, còn tai làm gì? Đó tai còn người ta lên móc làm gì vậy? Đứng mấy tỉnh ở trong tai làng ấy, trời ơi chứ à trầu kém gì? Tỉnh mấy tỉnh khác có quyền. Đi. Ông muốn đi ra không? Không. Tao vô ông hết chuyện ông vô tôi đẩy ông á. Ừ giờ ông đi đi. Đuôn có to đi, đá giờ hàng bạn người to nữa. Đá giò. Đồ quá anh ơi, em lấy anh ấy, em lấy anh ấy. Có. Lấy anh ấy. Có. Có. Em nói hàng bạn người to rồi, ông ơi. Đưa đây này. Hàng bạn người to. Em lấy anh ấy. Đấy, ông ơi, muốn đuôi. Anh. Đấy, hàng bạn người to rồi, ông muốn đi. Muốn tôi nè, đây nè, tôi nhớ ông này, ông muốn tôi. Em có dám không? Giờ em thiệt anh đó, em rồi con kiến em không dám quýnh mà lưỡi sao em quýnh anh. Vậy sao nè, em nghe không? Tôi dày ông lụm. Đừng anh. Giờ đứng tôi nhớ anh. Tôi quậy. Tao đi mà. Tôi đưa mấy ông đây mà, tao có đá mặt quá em ừ. Mày biến kìa. Đầu em có anh cho biết quậy, em cho với em làm gì biến. Em có đụng chạm tới tụi anh đâu mà tự nhiên tụi anh nó phá đám tụi em vậy. Tao mới nè mua gói thuốc rồi, bây giờ vô em quậy ơi. Em có nãy em phải đâu em nãy giờ nó đang đưa anh nó rồi quýnh đi mà nó rồi quýnh đi mà mày đại ca tao rồi tao quýnh tao quýnh em có rồi quýnh nè em lấy anh đó tao quýnh em lấy anh đó tao quýnh đại ca không có nó rồi quýnh cái thằng này mày nghe tao mày vô cái chút tao mày nghe không 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 lần nào binh nào ở đây không có lần binh nào ở đây hết á mẹ mày không mẹ hết chịu tao cái đá nữa mày ai hướng làng đây chứ bị lần nào nó bị lần mày hiện hình mẹ đây hiện hình đây mẹ mày tao á mẹ tao thiệt mẹ mày đó tao lấy mày lên đâu mà đừng mẹ thấy được phá giữa mày lên rồi nó đỡ nó gặp của mày luôn cái khẩu súng là tao chứ mày không biết nó đâu nó vô nó ném chết mẹ luôn á kêu nó vô đây đó mà tao nói mà
làm tao giật mình nãy, tao sợ nãy giờ luôn á. Sợ gì tao nói mày nói nha, mày học mày bị đụng nó quậy quá. Tao chưa đi làm gì. Mày cái gì? Tao làm cho mày, tao cho nó dùng nước rồi giờ tao với tao làm cái tao cắn mặt sao vậy? Quậy nó không đi mà kia. Nó không thích đầu bé với mẹ nó để không cho rồi. Nó còn nói rồi đó. Đi học đi đi giùm cái. Mày sao mày mày dai như đĩa rồi mày. Tao nói mày tao cho nó nhỏ nhỏ đó, xóm nó làng nó ngu rồi sao mấy ông. Ngủ mấy ông cắt mắt ngủ đâu có phá rồi xóm làng ra đó là nó ngu. Là không còn nó biết. Thì nó rửa trộn quá là tao mà quen nó giờ nó chưa biết hết mà. Thì nói vậy là lớn rồi hả? Thấy nó để lớn rồi hả? Mẹ lớn. Đấy nữa. Tao lạy mẹ thôi. Thế mày hồi ngày xưa mày quen con Nhật bao nhiêu tuổi? Quen nó 19 tuổi. Giờ con Nhật này 17 được rồi. Con còi nó mới có 17 mà. 17 rồi, còn 17 nên. Nó chưa đủ tuổi mà. Không biết sao đi mẹ. Mày gì hả thua? Đừng có chụp chụp tay quá. Em nói em đúng 18 tuổi rồi. Mẹ tao nghĩ sao tụi bay phá vậy này thôi. Kêu người kêu này nọ báo phế không? Bây giờ mày mày nhớ mày gặp tụi tao, nhớ mày gặp đây làng ở đây thiệt là đầu mày chắc nãy giờ mày bầm mấy đầu. Bầm mấy gì? Nãy bà già nó nói gọi điện kêu là thằng nào chịu lên mà nó đòi trốn khỏi trong mà nói nó gì à? Tao muốn lên đây nè. Đã kêu là chừng nào mà nó vô nó thưa tao một tiếng. Mày cũng đâu có miệng lời đâu, mày đâu có biết nói ai đâu. Bây giờ giờ làm ngày đầu tiên nó tới trốn khỏi đi tao cũng ngại. Anh khỏi nó mặc đồ không? Chỉ như nó mặc đồ cũng bị nó ngủ không? Không, bây giờ mày đi về được cái buồn phòi đó. Mẹ mày giờ gì mà trái tim nó mẹ nó mày. Khoan nãy giờ mày sao mẹ chục 90.000 bằng 100.000 đó rồi. 90.000 mà le vô mày. Người ta đang gây mày cái triệu ông lụa mày cái 90.000 mà le. Đúng không? Đúng không? Tối ra. Mày đưa tụi bay trái tim thầy. Mẹ mày cứ dọn 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 tụi bay. Bây giờ mày đi về đâu đây nữa. Tụi vô mẹ giờ tụi vô bơ mẹ rồi đi đâu nữa. Mẹ tụi bay cứ nghĩ tao nôn ném đi lên tới đây rồi gặp tụi bay nữa. Tao chết rồi rồi, gì vậy đi làm em nậu. Mẹ tụi bay hết chuyện rồi. Mày trả tiền nó chứ vậy. Để mình tiêu chứ. Đúng ăn vòng gì nữa. Làm gì của nó vậy? Đi nhà anh Bi. Làm của nó đi uống nước. Mẹ cứ phép 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 tụi bay không giúp đỡ được gì hết nó mẹ. Đi về mày đi về cho mẹ nè. Mày giờ nó coi giờ nó bơ quá đầu. Của mấy thằng của thì nó phá mà nãy giờ nó bơ đầu. Mày đi chứ. Này sau đó mai lên cho em mà lên xóm mà xéo giờ lên. Giờ này ăn mấy công việc thì ăn lên lên hơi đỏ xíu chắc ăn đi rất là nôn nếu mà lên đây. Là gặp mấy thằng khí đây giờ thì nó phá mà. Thì nôn xin tí gì ấy. Tí mẹ mày. Tao nói mày bùm này đừng có nên về đây. Cho nãy giờ gặp tao á nghe. Chứ lên á. Nãy giờ mà gặp tao luôn lên chứ gặp xóm ở đây là mày bầm mét rồi hả? Ngủ bây giờ. Đừng có quay lại nữa. Có gì mai lên cho em đi. Mai lên đi nữa. Mày mà lên cho em đi cho này. Mày có lên đi hoài vậy? Em vô ngủ nha. Mày biết gì nữa mày. Thôi mày đỡ con gái nó nói bác cũng dài như kiểu mày. Mày mẹ tụi mày gì hết mẹ nó cũng mấy tao. Tao thì mày phải hết. Thế là chuyện này tao chuyện nợ mày. Tụi mày cũng ngư vậy, cũng thú vậy mày. Chà mày chứ. Khóe mà giờ thiếu giờ không mà. Mày lấy đứng đâu mấy chó nào nữa tao đụng mấy thiệt. Biết gì mày? Tụi bay đứng này đó tụi xóm làng con biết coi mẹ nó mày nghe mày leo leo làng sao mày tưới sao mình làm quen mình làm quen mình đứng chắn mình đứng chắn con gái là mình phải vô nhà người ta thưa tôi thưa bác thưa cô rồi chứ cứ đứng ngoài hú hú như cháu vậy tôi lần đầu tiên tôi vậy ngại thì tôi không dám trong nhà lần thứ sau tôi vô ngại gì mình vô nhà rồi mình nói chuyện đàng hoàng với người lớn rồi chứ vô nhà coi vô nhà ngủ đi chúc em ngủ ngon nha mai là anh xuống cho em đi đâu em đã nói không đi rồi mà thì đi trò vô đi anh một bữa thôi cũng được. Một bữa thôi cũng được. Đi về thôi. Đi đi. Đi. Ui gì? Mẹ nó còn gì nữa. Nói cũng khùng vậy anh Bình. Cái đầu mình nó kêu đi như nó một bữa là xong à. Mẹ đi thôi, về thôi. Mẹ nè, để anh Bình chở tao lên á. Ừ. Mẹ nhà xe tao giải. Có khùng vào đi. Xe làm gì vậy có đâu. Mẹ anh Bình mà anh nói lớp Bình anh nói cũng khùng á. Không mà về thôi. Sao mà đi theo thằng Thôi vô nhà coi. Cái gạo nó nấu. Vô ngủ coi. Trong cái gì đi vô.